chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Hôm nay bên Tuyền phải nói là về thêm rất là nhiều các dòng xe 5 chỗ giá mềm mềm, màu sắc tươi tắn để phục vụ cho các anh chị vào cái dịp Tết này nha. Về thêm Toyota Yaris các anh chị, có Wigo số tự động đời 2020 nè, Mirai số tự động đời 2018 giá chỉ hơn 300 triệu một tí xíu thôi, có Seltos 2020 nè, Honda Prio 2019 giá chỉ hơn 400 triệu một tí xíu thôi các anh chị nha. Thì bây giờ Tuyền sẽ đi vào chi tiết chiếc xe này trước. Một tí xíu nữa nếu có thời gian thì Tuyền sẽ lần lượt lên những cái video chi tiết xe của những chiếc xe mới về cho các anh chị nhà mình xem nha. Các anh chị nhớ là ở lại bên kênh của Tuyền, lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi chiếc này Toyota Yaris các anh chị, phiên bản 1.5G số tự động đời 2018 nè, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, đi mới có 38.000 km thôi. Tuyền đang bán với giá là 539 triệu nha. Thì bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe các anh chị nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ ha. Màu này phải nói rất là đẹp các anh chị. Những anh chị nào mạn hỏa nè, hoặc là những anh chị nào đang cần tiền mua cho mình một chiếc xe màu tươi tắn đi Tết thì phải lấy ngay em này nha. Nước sơn quanh xe thì liền lạc đồng màu từ trước ra sau, không bị trầy xước gì hết các anh chị, rất là đẹp luôn. Đấy, các anh chị nào mà ưng chiếc này thì phải nhanh tay liên hệ Tuyền để chốt sớm nha. Dự kiến em này thì sẽ bán rất là nhanh các anh chị ha. Yaris Tuyền còn thêm một chiếc nữa, màu trắng đời 2020. Nếu các anh chị có quan tâm tới chiếc xe kia thì nhớ liên hệ Tuyền nha. Giá của em đó là 598 triệu các anh chị nè. Rồi xe mình biển số tỉnh nha, 43A nè, 39419 ha. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị. Nắp capo không trầy xước, những phần cản phía trước cũng không bị trầy xước gì hết nha. Rất là đẹp, liền lạc đồng màu từ trước ra sau, những mối nối nè các anh chị, rất là khích luôn. Rồi mình kiểm tra lớp nè, độ gai vỏ còn rất là sâu các anh chị ha. Đấy, những cái gai li ti là vẫn còn nè các anh chị. Đó các anh chị nhà mình thấy không ạ? Mâm thì không có bị trầy xước gì hết ha. Mâm của mình là mâm R16 các anh chị. Đăng kiểm thì còn tới tháng 5 năm 2024. Đường bộ thì tháng 11 2023 vô tư xài nha. Có dán phim cho mình nè, chén cửa nè, tay nắm cửa thì mạ rơm nha. Bên hông xe thì cũng không có bị trầy xước hay là mập méo gì hết ha. Rất là đẹp, mica đèn cũng còn rất là đẹp luôn. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng nè, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao tách hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra khi mà bán xe ra thì bên Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Đây, xe của mình là bảng G nha. Phía sau thì có một cái cam lùi, có cả miếng lùi đầy đủ cho mình sử dụng các anh chị. Cốp nè, có tia ben trợ lực ha. Cốp cũng tương đối các anh chị ha, rất là sạch luôn nha. Những cái phần nỉ bên trong là không có bị dơ gì hết á. Những cái đồ linh tinh của anh chủ trước nhà mình để lại như là áo trùm xe nè, mấy cái tấm này là tấm thả tấp lô, bên Tuyền khi mà kiểm tra xe thì gỡ ra hết để kiểm tra các anh chị ha. Đây, bộ đồ nghề còn đầy đủ nha. Lớp dự phòng thì được đặt dưới này các anh chị. Đây, lớp dự phòng còn rất mới nha, độ ghi gió cực kỳ sâu, hầu như là chưa sử dụng tới cái lớp dự phòng này luôn á các anh chị. Rồi, vậy cái phần nhựa lấy đồ ra vô ở đây là không có bị trầy xước gì hết nha, rất là đẹp. Mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất các anh chị nha. Ghế thì ghế da tông màu kem, chất da còn cực kỳ căng, cực kỳ mới luôn. Sàn thì sàn simili trần nguyên bản, rất là sạch sẽ ha. Em này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6 đến 7 lít các anh chị ha, 6 đến 7 lít thôi. Rồi xe mình thì chìa khóa thông minh nha. Đây, chìa khóa thông minh đề start top các anh chị. Đấy, thì sẽ nổ máy nha. Rồi ok nha. Trước tiên thì nhìn nhầm tiền phần vô lăng. Vô lăng rất là nhám các anh chị, không bị hao mòn, cũng không bị trầy xước. Logo cũng còn rất là đẹp ha. Những cái nút bấm không có bị mờ chữ hay là mất số gì hết nè. Bên này thì có tắt mở cảm biến nè, rồi cân bằng điện tử ha. Rồi nhìn đồng hồ giúp tiền luôn các anh chị, 38.148 km nha. Chuẩn các anh chị, trên này tắp đô là không một vết trầy xước ha. Có một cái màn hình zin heo xe, gian lạnh nè các anh chị, cần số ha, rất là mới luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ nè. Tuyền tắt máy nha. Tuyền sẽ kiểm tra thật là chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chất xe thật sự của chiếc xe này là như thế nào. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp, hoặc là chuyển khoản đặt cọc bên Tuyền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nha.
Đây, ốc của nắp cabo, keo chỉ cabo các anh chị, keo chỉ cabo là nguyên zin nhé. Đây ạ, tem mác từ nhà máy là vẫn còn các anh chị ha. Đây, ốc ác nè, nguyên zin nhé. Rồi, nhìn sơ giúp tiền nè, khung xương, ốc chân đèn là nguyên zin ha. Rồi nhìn sơ vào phần ốc mái giúp tiền luôn các anh chị. Đây, ốc ác bên này các anh chị nha. Đây, nguyên zin, tem mác từ nhà máy vẫn còn. Bên Tuyền thì nó không có xe lỗi, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái ha. Còn nếu muốn chắc thì cứ mang ra hãng test là chắc nhất các anh chị nè. Tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Toyota Yaris số tự động đời 2018 các anh chị, bản 1.5G nè, đi với có 38.000 km thôi. Bên Tiên đang bán xe này với giá là 539 triệu các anh chị nha. Giá ở đây Tiên báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tiên qua số điện thoại bên dưới nha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 hệ Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh ha. Công ty của Tiên này nằm gần ngã tư Bình Phước, nên khi đi xem xe thì nhớ liên hệ Tiên thì sẽ chỉ đường để các anh chị nhà mình đi cho dễ dàng hơn nha. Và hiện tại 5 chỗ 7 chỗ bán tải bên Tiên còn rất nhiều xe cho các anh chị nhà mình lựa chọn luôn. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ như thế nào á, thì liên hệ Tiên thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể là ở lại bên trên của Tiên nè, lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi đừng quên cho Tiên xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.